nấm linh chi trắng có tác dụng gì món ăn từ nấm linh chi trắng nấm linh chi trắng thường được sử dụng để chế biến các món ăn ngon bổ dưỡng và còn có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh về máu và gan tuy nhiên về công dụng của nấm linh chi trắng thì không nhiều người biết rõ nên vẫn luôn thắc mắc rằng nấm linh chi trắng sử dụng có tốt không, hay nấm linh chi trắng có dùng được như nấm linh chi đỏ không? Dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ những nghi vấn này cho các bạn nhé, đặc điểm của nấm linh chi trắng, nấm linh chi còn có nhiều tên gọi mỹ miều khác như nấm thủy tiên trắng, nấm bát tiên Chúng có nguồn gốc từ Đông Á và chủ yếu là ở Nhật Bản, thế nhưng hiện nay chúng đã được nuôi trồng phổ biến hơn ở các nơi khác như châu Âu, Bắc Mỹ hay Úc, không giống với nhiều loại nấm linh chi khác. Nấm này được mọi người ví von như một cô gái e ấp dịu dàng, nó sở hữu bề ngoài trắng trong như ngọc, bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cộng với hương thơm vị ngọt. Vì vậy mà loại nấm này được rất nhiều người yêu thích cách nhận ra nấm linh chi trắng đúng như tên gọi của mình, linh chi trắng có màu trắng mốt từ phần mũ nấm cho đến chân nấm. Chóp nấm là bộ phận trắng đậm nhất rồi nhạt dần ra khu vực xung quanh, mũ nấp mập mạp, cong tròn, thân nấm thẳng, không cong vẹo giống như các loại nấm tự nhiên khác kích thước các cây nấm linh chi trắng rất đều nhau, với những cây trường thành có kích thước dài khoảng 8 đến 10 cm, mũ nấm to thậm chí bằng nửa gang tay của người lớn. Nấm linh chi trắng được trồng công nghiệp đây là loại nấm được nhân rộng mô hình và nuôi trồng theo công nghệ tiên tiến, được cấp bằng sáng chế từ Nhật, nói về cách trồng các công nhân sẽ sử dụng cám gạo lõi ngô bột khoai lang chúng đựng bằng chai nhựa chúng đựng bằng chai nhựa làm môi trường để nấm sinh sôi và phát triển quá trình lựa chọn nguyên liệu cũng rất khắt khe theo đó họ chỉ lấy những thành phẩm không gây biến đổi gen nấm linh chi trắng được sinh trưởng trong môi trường điều kiện nhiệt độ đã được tính toán rất kỹ lưỡng các cây nấm không hề tiếp xúc trực tiếp với bất cứ tác động xấu nào từ môi trường hay không có hóa chất với quy trình nuôi trồng đảm bảo an toàn sạch như vậy ngay lập tức loại nấm này đã trở thành cơn sốt tại nhật và dần lan sang việt nam trong vài năm trở lại đây nấm linh chi trắng có vị ngọt như sữa có thể thấy họ nhà nấm thường không có vị rõ ràng tuy nhiên với nấm linh chi trắng chúng lại có mùi thơm ngào ngạt giống như sữa và vị ngọt rất rõ đây cũng chính là lý do khiến các bà mẹ nhật luôn ưu tiên lựa chọn dòng nấm này làm thức ăn dặm cho bé cai sữa nhiều nhà khoa học giải thích rằng Do trong quá trình ủ nấm có sử dụng nguyên liệu tinh bột như cám gạo, lõi ngô tinh bột, khoai nên lúc ký sinh, lượng gluco còn sót lại và chuyển hóa thành mùi vị ngọt thơm cho nấm linh chi trắng. Công dụng của nấm linh chi trắng rất nhiều người vẫn ca ngợi công dụng thần kỳ của họ nhà nấm mang lại cho sức khỏe và nấm linh chi trắng cũng không ngoại lệ. Chúng không chỉ mang lại lợi ích cho người trưởng thành mà còn rất tốt cho sự phát triển của trẻ, duy trì hoạt động sống, cung cấp năng lượng dòng nấm này rất giàu các vitamin và vi khoáng chất như Thành phần vitamin nhóm B acid folic, B2, thiamin, B9, trong loại nấm này sẽ giúp hoàn thiện bộ máy thần kinh, kích thích tuần hoàn máu, gan thải độc tố dễ dàng. Vitamin D dồi dào có khả năng duy trì nồng độ phốt pho và canxi trong cơ thể. Yếu tố này rất quan trọng giúp trẻ tăng trưởng hệ tim mạch khung trưởng hệ tim mạch khỏe mạnh, chiều cao và hệ xương cứng cáp. Trong nấm linh chi trắng rất giàu axit amin, đạm có thể sánh ngang với những loại thịt đỏ như thịt bò những người nội trợ nên bổ sung dòng nấm này vào thực đơn ăn uống hàng ngày giúp đảm bảo cho hoạt động trao đổi chất trong cơ thể diễn ra thuận lợi hơn các bé nhỏ ăn nấm linh chi trắng sẽ khỏe mạnh và tăng trưởng tích cực phòng chống ung thư đây là dòng nấm được ví như một phương thống giúp ngăn chặn phòng ngừa ung thư vô cùng hiệu quả Nguồn axit folic đa dạng trong nấm có tác dụng ngăn ngừa sự xuất hiện của các biến thể gen, không chỉ vậy, trong nấm còn chứa nhiều selenium. Beta-glucan, những chất có tác dụng gây ức chế sự phát triển của khối u, từ đó làm chậm diễn biến của căn bệnh, bên cạnh đó, chúng còn kìm hãm các tế bào ung thư lan sang những bộ phận khác. Tốt cho hoạt động trí não linh chin thành phần đóng vai trò là mắt xích trong mọi hoạt động của hệ thần kinh vì vậy chế độ ăn nhiều nấm có thể giúp mọi người tăng khả năng ghi nhớ người già sẽ minh mẫn hơn ở các nước quốc tế người ta sử dụng nấm như phương thuốc chữa đau nửa đầu rối loạn thần kinh hơn nữa nấm này còn chứa nhiều chất làm tăng trưởng thần kinh ngf rất tốt cho sự phát triển trí tuệ của trẻ Do vậy các bậc cha mẹ Nhật Bản luôn tin rằng việc nạp thực phẩm này vào bữa ăn sẽ giúp bé thông minh hơn so với các bạn đồng trang lứa. Chống khối u các hoạt chất terpene trong nấm linh chi trắng có khả năng kháng lại khối u, ngăn ngừa sự lan rộng của các khối u ác tính, bên cạnh terpene Hợp chất đa phân tử polysaccharide giúp tăng cường chức năng miễn dịch và cũng được biết đến là những chiến binh xuất sắc trong việc tiêu diệt các tế bào xấu, khối u, khối u đe dọa cơ thể. Những nghiên cứu mới đây cho thấy tác dụng nấm linh chi trắng giúp đánh bật khối u theo nhiều cách khác nhau, có thể là ngăn ngừa di căn. Làm loãng máu nấm linh chi trắng chứa chất gây nơ đơ mơ có tác dụng làm loãng máu, chống đông máu tăng cường lưu thông máu trong động mạch vì thế công dụng nấm linh chi trắng còn được biết đến với khả năng hỗ trợ điều trị huyết áp cao tai biến mạch máu não hay chứng kích động tăng testosterone nấm linh chi trắng giúp cơ thể sản sinh hợp chất hữu cơ steroid giúp đẩy nhanh trạng thái đồng hóa giúp cơ thể người sử dụng có thể tái cơ cấu củng cố và phát triển các cơ bắp Đồng thời nấm linh chi trắng cũng mang khả năng ngăn chặn một số loại enzyme chuyển đổi hút môn testosterone thành dihydrotestosterone. Lưu lại nhiều testosterone hơn trong cơ thể vì thế có ảnh hưởng tốt tới chức năng sinh. Giãn mạch máu alkaloid và adenosine là hai hoạt chất có trong nấm linh chi trắng rất hữu ích trong việc làm giãn mạch máu, mạch máu dễ dàng trong việc giãn nở cho phép cung cấp ổn định lượng máu oxy cùng các chất dinh dưỡng đến khắp các cơ quan trên cơ thể, nhờ có hoạt động này mà cơ thể được tiếp đủ năng lượng, đẩy nhanh quá trình hàn gắn vết thương, điều hòa huyết áp tốt hơn, kháng khuẩn. Tốt cho gan ngoài việc tăng cường chức năng hệ miễn dịch gây nơ đơ mơ trong nấm linh chi trắng còn mang khả năng kháng khuẩn, chống lại các loại vi khuẩn, virus thường gặp như HSV1, HSV2, virus cúm viêm miệng, đồng thời axit ganoderic trong sản phẩm này giúp trị các chứng bệnh liên quan đến gan và giải độc gan rất tốt. Cách chế biến nấm linh chi trắng bổ dưỡng với thành phần nhiều sắt và magi. Lượng protein cao từ 2 đến 3 gram, 100 gram nấm tươi, 100 gram nấm tươi, các vitamin B cùng hàm lượng kali lớn, vị ngọt tự nhiên, nấm linh chi trắng dùng để chế biến các món xào, lẩu, canh hầm rất bổ dưỡng nấm linh chi trắng xào phổ tay, dòng nho nguyên liệu, nấm linh chi trắng 400g, phổ tay 200g, dòng nho 100g, cà rốt 20g, ngó sen 100g, boa băm một thìa cà phê. Hạt nêm chay một thìa cà phê, nước tương một thìa súp, đường một thìa cà phê, dầu ăn một thìa súp, cách làm, nấm linh chi cắt bỏ gốc, ngâm nước muối pha loãng rồi vớt ra để ráo nước phổ tay ngâm nước lạnh cho nở, rửa sạch, sắt miếng vừa ăn, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, sắt thanh dài vừa ăn, ngó sen rửa sạch, sắt khúc khoảng 5cm sau đó trẻ đôi ngâm qua nước muối pha loãng. Dòng nhò rửa sạch ngâm nước cho bớt mặn, ngò rửa sạch, sắt nhuyễn, bắc chảo lên bếp làm nóng, chảo lên bếp làm nóng dầu ăn rồi phi thơm baro, thêm cà rốt, nấm linh chi trắng, ngó sen vào xào khoảng 2 phút cho phổ tai vào đảo nhanh tay với lửa lớn, nêm nếm gia vị, tắt lửa trộn đều với rong nho và ngò là hoàn thành, ăn nóng rất ngon, thịt bò xào nấm linh chi trắng nguyên liệu. Thịt bò 200 g nấm linh chi Hàn Quốc 100 g gừng một miếng ớt chuông một trái hạt tiêu 15 g bột bắp một muỗng canh dầu ăn một muỗng dầu hào hai muỗng canh dầu mè một muỗng canh mật ong 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt 1 muỗng cà phê nước tương một muỗng cà phê hành lá một phần 2 cây. Cách thực hiện như sau, thái thịt bò thớ ngang thật mỏng, ướp với các gia vị, hạt tiêu, nước tương, dầu hào, dầu mè, bột bắp, bột ngọt, mật ong trong khoảng 30 phút, gừng cạo sạch vỏ sắt thành sợi mỏng, tiếp đến rửa sạch trẻ dục hành lá, cắt khúc rửa sạch nấm linh trước muối trong 15 phút để ráo, cắt khối ớt chuông vừa ăn, đun nóng chảo, đổ dầu ăn vào xào hành. Gừng cho đến khi dậy mùi thơm thì cho thêm ớt chuông vào xào cùng trong vòng một phút, sau đó cho thịt bò và nấm vào xào với ngọn lửa lớn, đảo nhanh tay đến khi thấy thịt chín mềm thì ngừng. Tắt bếp và thưởng thức khi nóng, nấm linh chi trắng xào chay chuẩn bị nguyên liệu, linh chi nâu 100g, cắt gốc và tách rời, linh chi trắng 100g, cắt gốc và tách rời, một muỗng cà phê dầu mè. Một muỗng canh sốt dầu hào chay, lá ngò tây, hai muỗng canh nước ấm, thực hiện như sau, luộc nấm trong một nồi nước sôi chừng 1-2 phút rồi vớt ra để cho ráo nước, cho tất cả các nguyên liệu gia vị đã chuẩn bị trong một cái tô lớn và trộn đều chúng lên, trang trí với lá ngò tươi và cùng gia đình tận hưởng thành quả nào. Nấm linh chi trắng là thức ăn giàu chất đạm, thức ăn giàu chất đạm. Bổ dưỡng nên rất phù hợp với những ai ăn chay, chúng giàu vitamin, chứa nhiều protein tốt cho sức khỏe, cung cấp chất sắt không chỉ đem lại món ăn ngon mà còn giúp tăng đề kháng cho cơ thể như vậy chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu lợi ích tuyệt vời mà nấm linh chi trắng đem lại cho sức khỏe cũng như cách chế biến các món ăn ngon từ loại nấm bổ dưỡng ngon ngọt này còn trần trừ gì hãy bắt tay thể hiện tài bếp núc của mình với gia đình bằng những món